Có kẻ lạ mặt nào tới đây không? Có. Ở đâu? Ở đó. Bọn ta không tìm cả ăn mày này. Bọn ta tìm một kiếm sĩ với một thanh gươm quý. Ý ngài là anh hùng nổi tiếng Trương Đan Phong? Không có ở đây. Đuổi lũ khách này đi. Ta sẽ ngồi đây chờ hắn. Đuổi tên ăn mày kia đi nữa. Vâng. Cút đi. Cút đi. Đại ca, tiểu đệ không biết tên Trương Đăng Phong đại ca tìm. Dù hắn có đến, bọn đệ cũng chẳng thể nhận ra được. Đúng thế. Hắn được biết đến với một thanh gươm luôn mang bên người. Có ai đó bên kia. Các ngài không được vào đây. Nhà ngươi dám che giấu hả? Tôi đâu có che giấu. Cha. Cha. Ta tưởng là truyền kỳ kiếm sĩ, hóa ra lại là một cô gái. Trông cũng xinh. Để ta xem nào. Này cưng. Lũ trộm cướp. Sao ngươi dám? Đi xem xét xung quanh nào. Vậy ra nhà ngươi là truyền kỳ kiếm sĩ. Ai cử ngươi đến giết ta? Nói mau. Why?
Vị đại hiệp này là một người vô cùng phong lưu. Một đêm, thú tính của hắn ta nổi lên. Thế rồi, hắn lẻn ra sân sau. Kể tiếp đi chứ. Hắn làm gì ở sân sau? Tiếp đi. Sao đang hay lại dừng? Đúng thế. Kể tiếp đi. Tên trộm chẳng muốn gì khác ngoài một người phụ nữ. Phụ nữ? Tuyệt, kể đi. Hắn tiếp cận giường cô gái, rồi lật chăn lên. Cô gái nằm trong chăn, không mặc gì hết. Sau đó, hắn ôm lấy cô ta thật nhanh. Phải rồi, Hắn ôm cô ta. Sao đèn lại tắt? Bạc của tôi mất rồi. Bạc mất rồi. Của tôi. Thắp lại đèn mau lên. Đèn đây rồi. Thôi đi. Ngươi là người lấy cắp. Nói vớ vẩn là ta giết ông đấy. Cái gì? Ta thấy ngươi lấy. Lục soát người hắn. Phải rồi. Cái gì? Đừng ồn ào nữa. Làm cái gì thế hả? Nhìn xem cái gì đây. Cái này trên người ngươi mà ngươi còn dám chối hả? Ta lấy cắp thì sao chứ? Các ngươi làm gì được nào? Cái gì? Sao ngươi lại đánh người chứ? Đang cắp còn đánh người à? Nói chuyện đã nào, bình tĩnh đi. Đi nào. Thả ta ra. Có sao không? Thằng nhóc này chết chắc rồi. Hắn đi rồi. Không thể để hắn thoát.
Chờ đã, làm ơn hãy đưa lá thư này tới thôn Giang cho em gái tôi. Em gái ngươi? Tú Tú. Tú Tú. Tú Tú. Tú Tú, đừng chạy. Huynh muốn nói chuyện với muội. Thôi đi, bị nhìn thấy thì ngượng lắm. Sợ cái gì chứ? Chúng ta đã đến ước mà. Để Huynh cho muội xem cái này. Huynh có chiếc bùa lá này. Nó mang lại may mắn cho Huynh đấy. Phật dạy rằng nên kết hôn sớm. Vô lý. Thật mà. Tú Tú. Tú Tú. Tú Tú à, ta đâu có nói thế. Nhìn xem, là Phật đấy. Ngay cả mẹ cũng ủng hộ chúng ta sớm thành đôi. Muội nghĩ sao? Muội nghĩ ta nên chờ thêm 3 năm nữa. Chờ 3 năm nữa sao? Không thể nào. Được rồi. Vậy thì 2 năm, không sớm hơn được nữa đâu. Được rồi, muộn nhất là cuối năm nay thôi đấy. Không được trì hoãn thêm đâu nhé. Không. Đừng đi mà. Muội muốn năm sau. Muội không đồng ý phải không? Tại sao muội không đồng ý chứ? Đại huynh muội còn chưa thành thân. Nếu huynh ấy ở vậy thì muội cũng không lấy chồng chứ gì. Muội không hứa với huynh, huynh sẽ nhảy xuống dòng sông này. Lời đe dọa sáo rỗng và vô ích. Được rồi, huynh giải cho muội xem. Văn Sang huynh. Văn Sang huynh à. Muội đùa thôi mà. Huynh cũng vậy. Đồ đáng ghét. Xem này. Tú Tú. Muội không hứa với huynh đâu. Tú Tú à. Tú Tú. Đẩy nào. Đẩy đi nào. Mạnh lên. Lại nào. Khỏe quá. Cảm ơn. Nào tiếp tục đi. Thôn Giang này có ai tên Tú Tú không? Tú Tú. Có, ở cuối con đường này. Cảm ơn. Không có gì. Có ai ở nhà không? Vị huynh đài tìm ai? Cô Tú Tú,
Vâng, là tôi. Sư huynh của tiểu thư gửi cho tiểu thư cái này. Huynh ấy sao rồi? Huynh ấy sẽ không trở về nữa đâu. Sư huynh, tiểu thư không cần buồn cho huynh ấy. Đó là lỗi của huynh ấy. Huynh ấy đã cố giết ta, nhưng lại bị phản đòn. Vậy là ngươi đã giết sư huynh của ta. Không, không phải thế. Huynh ấy bị giết bởi những tên cướp mà huynh ấy hay đi cùng. Lúc chết, huynh ấy vẫn nghĩ về tiểu thư. Ta nghĩ huynh ấy là người tốt, nên đã lặn lội tới tận đây tìm tiểu thư. Đây là ngân lượng của sư huynh cô, hãy cầm lấy. Tôi đã đánh giá nhầm về huynh. Huynh là người tốt. Xin dừng bước. Đừng đi. Cảm ơn. Nếu huynh không giết sư huynh tôi, vậy sao huynh không phản kháng khi tôi đã thương huynh lúc nãy? Ta đã ngao du bao năm, nhưng thanh gươm này chưa từng giết người tốt. Cô là một cô gái vô tội, sao ta có thể xuống tay với cô? Với lại, sư huynh của cô cũng không phải là người xấu. Huynh ấy có một trái tim nhân hậu. Huynh thật tốt. Huynh ấy chỉ là một kẻ không tài cán gì và chỉ đâm đầu vào các thói xấu. Mọi người đều nói huynh ấy vô dụng. Huynh ấy không nghe tôi. Lại đây. Ngồi xuống đi. Sư huynh cô đã chết, giờ ai sẽ chăm sóc cô? Tôi chỉ có một mình. Tuy sư huynh tôi không tốt, nhưng huynh ấy vẫn chăm sóc cho tôi. Phụ thân và mẫu thân của chúng tôi đã qua đời từ lâu. Một tay huynh ấy nuôi dạy tôi. Đêm cuối cùng ấy, huynh ấy đã tới gặp tôi. Cái gì? Huynh ấy không thường tới à? Trước đây thì có, nhưng giờ thì không. Cả chục tên cướp đã tới đây gây họa cho thôn làng của chúng tôi. Tên cầm đầu là Hoàng Đại Bá. Hoàng Đại Bá. Ông ta là người hay giao du với những người như sư huynh tôi và hay cướp bóc khắp nơi.
Hoàng Đại Bá. Hắn đã giết ba người của bọn ta. Trịnh Hoa, xuống đây. Vâng. Đại ca, trinh sát của chúng ta đã trở về chưa? Vẫn chưa ạ. Đi kiểm tra lần nữa. Vâng. Có khi nào là hắn không? Gã kiếm sĩ đã gây rắc rối cho chúng ta. Đám cướp càn đó đã giết cha mẹ, sư huynh, sư muội của ta. Và đốt nhà ta. Cô nói xem, ta phải làm gì đây? Cha mẹ tôi cũng bị sát hại từ khi tôi còn nhỏ. Giờ sư huynh tôi cũng mất. Ta nghĩ rằng ta không hãm hại ai, nhưng ta cũng sẽ không để ai hại mình. Ta không để ai có ý định hại ta được thoát. Ta muốn báo thù cho gia đình, giết hết lũ cường hào ác bá. Có kẻ lạ mặt nào vào thôn không? Có. Ở đâu? Ở nhà Tú Tú. Nhà Tú Tú. Không đời nào. Hắn giết sư huynh của cô ta. Sao cô ta có thể để hắn ở đó? Thật đó, có người đã nhìn thấy. Cuối cùng cũng tìm thấy hắn. Trốn lên lầu đi, tôi sẽ lên ngay. Ai đó? Văn Sang, là huynh à? Có chuyện gì thế? Huynh nghe nói đại huynh của muội bị người ta giết hại. Là ai vậy? Hắn là người giết đại huynh của muội đúng không? Không, huynh nhầm rồi. Có người nhìn thấy hắn cầm theo thanh gươm của đại huynh đi vào thôn. Văn Sang, hắn ở đây mà muội còn cố lừa ta. Huynh ấy không giết sư muội của muội. Cái gì? Muội bao che cho hắn sao? Không, hắn không ư? Huynh ấy không, thế thì ai làm? Tú Tú, nghĩ mà xem. Chúng ta sẽ sớm lấy nhau. Vậy mà muội che giấu kẻ đã giết sư huynh của muội. Phải nói thế nào cho huynh hiểu đây? Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn mặt mũi gì nữa? Văn Sang, muội làm huynh ấy bị thương nên mời huynh ấy ở lại. Sao huynh không tin muội? Ta không quan tâm, đuổi hắn đi ngay. Làm sao muội có thể? Vết thương của huynh ấy chưa lành, sao muội có thể thương hại hắn chứ? Văn Sang à, người giết sư huynh của cô ấy, vậy mà còn dám vác mặt tới đây sao? Người hiểu sai rồi. Người mà không cút khỏi đây thì ta không đương tay đâu. Chờ đã, người biết võ công sao? Tới đây. Văn Sang à, đừng đánh. Thôi đi. Huynh có sao không?
Phan Sang! Phan Sang à! Trương đại ca, sao huynh lại bỏ đi? Tú Tú, mở cửa ra. Tú Tú, mở cửa ra. Tú Tú à? Tú Tú, mở cửa. Mở cửa ra. Mở cửa ra đi Tú Tú. Ngài Sang, trưởng thôn muốn mời cô qua. Có chuyện gì vậy? Cứ tới rồi biết. Tú Tú, ta mời cô tới đây, cô có biết ta muốn nói gì không? Có. Thế thì tốt, cô phải đuổi hắn ta đi sớm. Nếu không hắn sẽ gây rắc rối cho ta đấy. Huynh ấy không phải người xấu. Huynh ấy rất giỏi võ. Nếu ta để huynh ấy ở lại, ta sẽ không phải sợ Hoàng Đại Bá và bè lũi tay chân của hắn nữa. Vớ vẩn, không có hắn, chúng ta vẫn yên bình. Phải, hãy đuổi hắn đi. Nếu không, ta sẽ nhờ người làm thay đấy. Không cần đâu, huynh ấy đi rồi. Các người làm gì vậy? Tránh ra! Các người làm cái gì vậy? Vào trong đi! Tú Tú, sư huynh của cô đã bị giết, có biết không hả? Đại ca của chúng tôi muốn báo thù cho huynh ấy. Nếu tóm được cả sát thủ, chúng ta sẽ xé xác hắn. Các huynh đệ, chúng ta ăn gì đã rồi tìm tiếp. Phải rồi, bảo cô ta mang đồ ăn ra. Mang đồ ăn ra cho bọn ta. Mau lên. Cứ thoải mái đi. Mang cái ghế ra đây. Để rót rượu. Rót rượu đi. Đưa ta một cái bát. Mau lên nào, mang ra đây. Đừng vội. Này, khoan đi đã. Ở đây bầu bạn với bọn ta. Lại đây, ngồi xuống đi. Đừng ngại mà.
uống chút rượu đi. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Thả tôi ra. Tú Tú giấu một cả đàn ông. Chúng ta đi. Sao huynh lại quay lại? Ta biết chúng làm phiền cô. Huynh nên chạy trốn đi, Hoàng đại bá sẽ không buông tha đâu. Ta không đi đâu cả, cho tới khi ta giải quyết xong với hắn. Lũ ngốc các người vẫn nói hắn không phải kiếm sĩ đó sao? Nhìn vết trên mặt các người kìa, vẫn còn dám phát mặt dày. Lũ ngốc các người. Hắn nhanh và rất chính xác. Hắn để lại một dấu vết bằng sẹo trên mặt tất cả các ngươi. Vậy mà các ngươi vẫn nói hắn không phải kiếm sĩ lạ mặt đó. Trên Hoa, Trên Hoa. Dạ đại ca. Ta phải tự tay giết hắn. Tìm thêm vài người về đây cho ta. Vâng vâng, chúng ta cùng đi. Phải. Chờ đã, chờ đã. Tôi nghĩ chúng ta không cần nhiều người thế này đâu. Thế ý ông là gì? Nói mau. Một gã cố vấn bất tài. Nào, nói đi. Đại ca, tôi thấy võ công của tên này rất giỏi. Và người của ta rất sợ hắn. Ta không sợ hắn. Chắc chắn là thế rồi. Đại ca, chúng ta không nên trực tiếp đối đầu với hắn. Phải dùng mưu kế. Mở cửa ra mau lên.
Mở cửa! Mở cửa mau lên! Có ai ở đây không? Mở cửa ra! Mở ra mau lên! Nói cả họ Trương đó là đại ca của bọn ta, mời hắn đến dùng cơm. Nói hắn có gan thì hãy đến, nếu không thì hãy cút khỏi đây. Nói với đại ca các ngươi rằng ta sẽ tới. Đi thôi, đi thôi. Đó là một cái bẫy. Ta không sợ chúng. Ta muốn gặp tên Hoàng Đại Bá đó. Được lắm. Nếu hắn chịu tới, ta có thể dễ dàng xử lý hắn. Người khá lắm. Chuẩn bị gì đó cho vị khách của chúng ta tối nay giải trí đi. Phải. Người là ai? Người có phải là sát thủ nổi tiếng tên Nghị Thanh Lỗi? Danh bất hư truyền. Người tới đây làm gì? Ta tới tìm Trương Đan Phong, không có ý gì đâu. Nhưng ngươi không phải là đối thủ của hắn. Không phải Từ Kiêu, nhưng ta là người duy nhất có thể hạ được hắn. Tốt, vậy ta cùng phe rồi. Vào trong nói chuyện đi. Không cần. Nếu muốn giết hắn, chỉ cần trả cho ta 3.000 lượng bạc. Ta không nghĩ bọn ta cần ngươi giúp. Bọn ta đã gài nhiều bẫy để đón hắn rồi. Cô hãy bảo trọng khi ở đây một mình. Giết!
Ai đó? Là ta đây, Tú Tú. Mở cửa ra mau lên. Tú Tú, trưởng thôn. Cô vẫn thức à? Vâng. Là cô ta. Các người làm gì thế? Đưa cô ta đi mau lên. Đi nào. Đại ca, khách của chúng ta chắc không tới rồi. Khách tới rồi. Ta tới trễ. Có vài người của ngươi đã đùa cợt với ta trên đường đi. Chúng cố ngăn không cho ta tới đây. Mời ngồi. Nâng ly vì vị khách của chúng ta nào. Cạn ly. Cạn ly. Cạn ly. Cảm ơn vì đã mời rượu. Ta mời người thịt vậy. Xin hỏi tên đại hiệp là gì? Ta là Trương Đan Phong. Ngồi xuống. Trương đại hiệp, chúng ta có thể làm bạn không? Làm thế nào? Ngài đã hạ nhục bang của chúng tôi, và tôi muốn hàn gắn vết rạn nứt. Nếu ngài muốn, ta muốn ngài làm bạn ta. Tú Tú có thể được gả cho ngài với 100 lượng bạc hồi môn. Ngài có thể đưa cô ấy đi khỏi luôn. Ta không muốn thỏa hiệp với các người. Thật không biết xấu hổ. Tình bạn mà ngươi ám chỉ đây à? Ta chấp nhận thách thức của ngươi. Nhìn xem ai ở đây. Đi mau. Trương đại ca, mang Tú Tú theo và cút khỏi thôn này. Chúng ta sẽ không phiền đến nhau nữa.
Được, để ta đưa Tú Tú đi. Mang cô ta xuống đây. Dân. Trương đại ca. Trương đại hiệp, đường đi tối lắm, cầm theo cái này sẽ tốt hơn. Tú Tú, nấp ra sau lưng ta. Mở cửa ra mau. Mở cửa. Ta muốn gặp trưởng thôn có việc gấp. Vâng. Họ muốn gặp ngài đấy ạ. Mời ngồi. Ông là trưởng thôn Giang. Vâng, tôi có thể giúp gì các ngài? Nghe đây, thôn của ông bao che cho một kẻ giết người. Ông phải trả 3.000 lượng để lo vụ đây. Mang tiền cho đại ca bọn ta trong 3 ngày. Nếu không, bọn ta sẽ phá nát thôn của ông để trả thù cho những huynh đệ đã chết. Nhất định rồi. Nhất định tôi sẽ đem tiền đến. 3 ngày. Chúng ta đi. Có rắc rối rồi. Chuyện gì thế? Có chuyện gì? Vì ta, Hoàng Đại Bá đã đòi thôn phải trả 3.000 lượng bạc và thuê một sát thủ chuyên nghiệp. Thật sao? Hắn đã có rất nhiều đàn em, giờ còn một sát thủ chuyên nghiệp nữa. Làm sao một mình huynh chống lại được?
Tôi nghĩ huynh nên rời đi. Không, gã sát thủ chúng thuê chính là người đã giết gia đình ta. Nhưng huynh chỉ có một mình. Chúng muốn giết ta và cướp bóc ngôi làng. Thật sao? Đó là lý do ta không thể rời đi. Ta phải chờ chúng. Ta sẽ làm. Nhưng người phải giao bạc trước. Đừng lo, sau 3 ngày sẽ có bạc. Lão trưởng thôn không dám trái ý ta đâu. Có hiểu điều ta nói không? Chúng ta sẽ trả 3.000 lượng bạc. Chúng ta sẽ trả, còn hơn là đẩy cả thôn vào chỗ nguy hiểm. Chúng ta phải chia đều số tiền để tránh hậu họa. Phải đấy, nói thì dễ lắm, 3.000 lượng đâu phải là số tiền nhỏ. Ta còn không có nổi 20 lượng đây. Với lại nếu ta trả tiền cho chúng, chúng sẽ muốn nhiều hơn, sẽ không có điểm dừng. Chúng chỉ muốn 3.000 lượng để đòi lại lý lẽ thôi, sao lại muốn nhiều hơn chứ? Nếu có lý lẽ thì chúng đã không phải kẻ cướp, hiểu không? Thế thì cứ để chúng phá quách cái thôn đi. Sao ta phải để chúng làm thế? Hãy liên kết lại và chống lại chúng. Chống lại chúng à? Chúng là những cao thủ đấy. Chúng ta đấu nổi sao? Chúng ta vẫn phải thử. Chúng ta đông hơn, sao ta không thể thắng chứ? Chúng ta cũng có cao thủ trong thôn mà, sợ gì chứ? Với lại, chúng không phải người ở đây. Chúng không thuộc nơi này, chúng ta có thể hạ chúng. Thế nếu ta thua thì sao? Ta vẫn sẽ phải trả tiền cho chúng. Vậy thì đánh làm gì? Tôi còn có gia đình, tôi không đánh nhau đâu. Chúng ta sẽ đánh. Miễn là chúng ta đoàn kết, chúng ta có thể hạ chúng và đuổi chúng khỏi đây. Được rồi, cứ thông thả. Hãy quyết định xem có đánh hay không. Ai không đồng ý thì đứng dậy. Được rồi, vậy là quyết định không đánh. Chúng ta là những người phải chịu khổ, chúng ta phải góp bạc. Nếu không phải vì cần tiền, tôi sẽ chẳng bán cho ông rẻ thế đâu. Tôi biết tôi cũng phải góp mà. Tất cả là do cái gã họ Trương đó. Từ hắn mà ra cả, cũng tại Thứ Tú nữa. Cô ấy hứa hôn rồi mà lại bao che cho người khác ở trong nhà. Phan Sang sẽ cảm thấy thế nào chứ? Phải đấy, tội nghiệp cho huynh. Tôi thấy cả hai người bọn họ đang nói chuyện ở ngoài thôn. Nếu là tôi thì tôi giết hắn rồi. Sao huynh lại đi đột ngột vậy? Tôi làm gì khiến huynh phật lòng sao? Không. Tôi hiểu rồi. Huynh không muốn liên quan tới chuyện của thôn này nữa. Không. Huynh nói cho tôi được không? Đừng có u sầu như thế nữa. Ta đã gây ra những tin đồn về bản thân. Ta... Huynh muốn rời khỏi nhà để tôi tránh những tin đồn về chúng ta, phải không? Ta có thể ngồi đây chờ Hoàng Đại Bá. Trương đại ca, mọi người có nói gì đi nữa thì huynh cũng hiểu rõ giữa chúng ta không có gì mà. Sợ cái gì chứ? Không. Phan Sang đã nổi nóng và cãi vã với cô vì ta. Ta phải nghĩ cho cô chứ. Ngày nào đó huynh ấy sẽ hiểu thôi. Đừng bận tâm. Quay về cùng tôi đi. Người trong thôn đang liên kết chống lại Hoàng Đại Bá đấy. Không. Ta đã quyết định. Ta sẽ đối đầu với chúng một mình. Không, chúng rất đông. Lại có một sát thủ chuyên nghiệp, sao huynh có thể?
Ta đã không còn sợ chết từ lâu rồi. Đây là vật hộ thân của ta. Ngày nào đó cô sẽ cần dùng đến nó. Giữ lấy đi. Tú Tú, lại đây. Mụ nhìn cái gì thế? Quay về với huynh. Huynh làm cái gì vậy? Mụ còn hỏi hả? Mụ ra đây với hắn ta. Ta nói cho mụi biết, chúng ta kết thúc từ đây. Văn Sang, đừng đối xử như thế với mụi. Quay lại với ta. Văn Sang, đi nào. Xấu hổ thật. Qua đó đi. Vẫn còn chưa cưới mà đã thế này rồi. Không biết sau khi cưới thì sẽ thế nào nữa. Hôm nay hãy nói cho rõ trước mặt mọi người đi. Tôi không làm gì sai cả. Biết phải nói gì đây? Không biết xấu hổ. Hãy lịch sự một chút đi. Đến ước của cô ta với Văn Sang là nhờ ông sắp đặt. Nếu cô ta không tránh xa hắn ta thì bảo cô ta hủy hôn ước đi. Hãy tránh xa hắn ta. Không. Thế thì xé nó đi. Cô không xé, ta xé. Chờ đã. Ta sẽ đi. Các người hiểu sai về Tú Tú rồi. Ta ở lại đây để bảo vệ thôn khỏi lũ cướp bóc. Bọn ta không cần ngươi giúp. Bọn ta còn phải bán cả lương thực vì ngươi đấy. Trưởng thôn sẽ trả 3.000 lượng bạc cho bọn cướp vào ngày mai. Chúng ta còn sợ gì chứ? Đúng thế. Các người chờ mà xem. Sự thật rồi sẽ sáng tỏ. Trưởng thôn tới rồi. Đưa ông ta vô. Vâng. Đại ca, mang bạc tới chưa? Rồi ạ. Bao nhiêu? Đúng 3.000 lượng. Ngài hứa sẽ để thôn của chúng tôi yên. Ta có hứa hả? Vâng. Được rồi. Nhưng các người không nghe lời ta. Các người che giấu tên kiếm sĩ đó. Không không không, chúng tôi đuổi hắn ta đi rồi. Đại ca. Đại ca. Xin nương tay. Xin nương tay. Không xong rồi, trưởng thôn chết rồi. Mau lên ra xem đi. Có chuyện gì vậy? Tú Tú, bọn cướp đã giết trưởng thôn. Xác ông ấy bị treo ở cái cây ngay cổng thôn. Trưởng thôn chết rồi sao? Phải. Đồ khốn, còn khóc lóc sao?
Vì cô che giấu hắn ta mà trưởng thôn phải chết đấy. Là lỗi của Tú Tú. Trách cô ấy thì được gì chứ? Các người nên trách bọn cướp ấy. Đại ca nói chúng ta chuẩn bị đi thôi. Được, tàn sát chúng nào. Bọn cướp tới rồi. Bọn cướp tới rồi. Bọn cướp đã tới rồi. Mau lên. Mau lên, mau lên. Văn Sang sao còn đứng đây? Vào trong mau lên. Nhìn cái gì thế? Đi mau nào. Đừng chạy. Hãy đồng lòng chống lại bọn cướp, chứ đừng đóng cửa thế. Ra ngoài đi. Đừng đóng cửa, ra đi. Đừng chạy. Đừng chạy, không có ích gì đâu. Đi nào. Tú Tú, nếu ta bị giết, cô hãy trốn đi một thời gian. Ta không nghĩ chúng giết được ta đâu. Ta sẽ giết người phá nát ngôi làng này. Con nhận ra ta không? Ta đã tìm người suốt mấy năm qua. Ta giết được gia đình ngươi thì cũng giết được ngươi. Bao vây hắn. Dân, người có đầu hàng không đây? Hảo hán không lùi bước. Các người không nên bước tới. Chết đến nơi mà vẫn còn lớn tiếng. Giết. Tránh ra.
Đại ca, giết! Mau lên! Đại ca, đứng lại gần. Giết! Bên này. Lên đi. Phía trước. Đừng để hắn chạy thoát. Cứ để chúng đuổi, hắn chạy không thoát đâu. Bên này. Yeah.
Văn Sang, huynh học võ công làm cái gì chứ? Văn Sang, lũ cướp đang phá thôn và giết người, và huynh chỉ ngồi yên trong nhà. Muốn chết thì cứ ngồi yên đó đi, sao không đứng lên và chiến đấu chứ? Văn Sang, mau đi thôi. Chờ đã, ta đi lấy gươm. Văn Sang, mình có sao không? Ra ngoài và đánh lại lũ cướp đi. Trương đại ca, Trương đại ca, Trương đại hiệp, ngài đã cứu chúng tôi. Trương đại ca, Trương đại ca, Trương đại ca. Tú Tú, Trương đại ca. Người thôn này biết ơn ngài lắm. Cảm ơn.